Em có hai con đồng hồ 6 kim nè cả nhà, đều là nguyên hộp nha. Đó, thì một con mặt bao công, một con mặt trắng. Con này như size 40, con này size 39 nha, đều có ba núm. Đó, thì con này là bấm giờ thể thao. Con này thì là thứ ngày 24 giờ. Còn cái này ngoài y chang luôn. Đó. Size con này 39 nha. Đều là dây thép đúc hai khóa. Hai khóa luôn, con này đầy mỹ vàng. Dạ quang sáng nha. Bao đẹp luôn. Của Nhật nha cả nhà. Nguyên hộp đáy xoáy. À con này bản giới hạn nè, limited nè. Rồi. Con này thì mặt thì đính đá nha. Mặt đính 8 viên đá. Con này thì là 6 kim lịch, thứ ngày 24 giờ. Dây cũng rất là dài, hai con đều rất là dài, nguyên hộp nhớ nha. Bao đẹp luôn, dây thép đúc. Máy là máy Nhật. Xài cực kỳ bền luôn. Đây bấm giờ thể thao nè. Dần nè. Rồi, còn đây ấn nhanh qua thứ nè, ấn nhanh qua ngày nè, đó. Đó. Thì con này bấm giờ thao, con này là 6 kim lịch nha. Rồi, em mời cả nhà nha. Size 40, size 39.